những cái dụng cụ máy móc để mà nuôi cái vi khuẩn, và hướng dẫn cách mà chúng ta lấy một cái số bệnh phẩm mà mình thường mình để dùng để mình nuôi cấy vi khuẩn, mà bữa giờ mình cứ học nghe thấy nuôi cấy phân lập á, thì mình sẽ học cái phần này để mình hiểu cái quy trình có thể được tiến hành như thế nào. Thì mục tiêu ha, thì các bạn nhận biết được những cái chức năng của các dụng cụ máy móc thường dùng để mà nuôi cấy vi khuẩn, và mình trình bày được cái nguyên tắc cơ bản chung khi mà tiến hành lấy và bảo quản bệnh phẩm để đem đi nuôi cấy. Và phần tiếp theo là đối với những cái mẫu bệnh phẩm mà mình thường gặp bữa giờ á, chẳng hạn như là mẫu phân nè, mẫu máu, mẫu nước tiểu, mẫu dịch não tủy vân vân, thì cách lấy như thế nào, thì mình sẽ trình bày được cái những cái nguyên tắc lấy của những cái mẫu bệnh phẩm đó. Đây là những cái máy móc mà mình thường hay dùng nuôi cái vi khuẩn. Đầu tiên là cái tủ ấm. Hồi nãy như chúng ta học trong cái nuôi cấy, chúng ta thấy rằng rõ ràng là phải với một cái điều kiện nhiệt độ là thường là từ 35 đến 37 độ C, thì vi khuẩn nó mới phát triển tốt được. Thì đây là cái tủ, như là cái tủ này nó sẽ lưu trữ, nó là duy trì cái mức nhiệt độ ổn định để mà mình nuôi cấy vi khuẩn ha. Tức nghĩa là mình sẽ đưa cái mẫu bệnh phẩm lên trên những cái môi trường nuôi cấy, xong rồi cái mình đưa vào trong cái tủ này để mình ủ ở 35 37 độ trong vòng 18 đến 24 giờ, tức là khoảng một ngày, để mà mình có thể hình thấy được những cái khuẩn lạc, thì người ta sẽ bỏ vào trong cái tủ này. Và cái đặc điểm trong cái tủ này nó cũng sẽ duy trì một cái lượng oxy luôn, cái lượng oxy khí trời bình thường. Còn đối với những cái vi khuẩn mà nó cần cái điều kiện gọi là vi hiếu khí, như nãy chúng ta học Campylobacter hoặc là Helicobacter, thì nó cũng có một cái tủ ủ, nhưng mà nó sẽ đưa thêm khí CO2 vào để làm giảm cái lượng oxy và làm tăng lượng CO2 lên. Thì đó là những cái tủ ủ cho vi khuẩn vi hiếu khí ha. Đây là cái tủ ủ mà chúng ta để nuôi cấy vi khuẩn. Ngoài ra có hai cái dụng cụ mà chúng ta không dùng để nuôi cấy vi khuẩn, nhưng chúng ta để dùng để tiệt khuẩn và khử trùng dụng cụ trong quá trình mà chúng ta thực hành làm việc với mầm bệnh vi sinh. Thì cái dụng cụ đầu tiên dùng để khử khuẩn đầu tiên đó là cái nồi hấp ướt. Cái nguyên lý của nồi hấp ướt là gì? Nó sẽ dùng sức nóng của cái hơi nước để mà nó khử trùng cái dụng cụ hoặc là cái thiết bị. Như các bạn đã biết rồi, đa phần đó là vi khuẩn nó sẽ kém chịu nhiệt. Ở cái nhiệt độ khoảng từ 100 độ C, gần tiếp xúc bằng vài phút là vi khuẩn nó sẽ có thể bị tiêu diệt rồi. Tuy nhiên, đối với những vi khuẩn mà nó có cái thể nha bào, tức là cái thể bào tử, thì cái khả năng chịu nhiệt của nó rất là cao. Để diệt được cái thể nha bào đó thì mình phải đưa cái mức nhiệt độ lên 121 độ C, và với cái áp suất là 1 atmosphere thì mới diệt được cái nha bào. Như vậy để mà có thể khử trùng được tuyệt đối là bao gồm cả vi khuẩn và nha bào của vi khuẩn, thì thường người ta sẽ sử dụng cái nồi hấp ướt này đưa lên cái nhiệt độ là 121 độ C 1 atmosphere để khử trùng. Còn cái thiết bị thứ hai thì là cái tủ sấy. Tủ sấy thì cũng để khử trùng, để khử khuẩn bằng nhiệt, nhưng mà nó dùng là nguyên lý là nhiệt khô, có nghĩa là hoàn toàn không phải là hơi nước mà là điện trở của cái máy này nó phát ra một cái nhiệt làm cho cái vùng không khí này nó nóng lên. Và cái nhiệt độ để mà khử trùng với cái tủ sấy với cái nhiệt khô này á, thì cái điều kiện nó là khoảng từ 170 đến 180 độ C, từ 1 đến 2 giờ để mà khử trùng. Thì đó là những cái máy móc mà mình dùng để mà làm việc với mầm bệnh vi sinh. Ngoài ra thì làm việc với mầm bệnh thì có khả năng sẽ bị lây nhiễm. Do đó mà cái thao tác với mầm bệnh thì chúng ta nên làm trong một cái tủ như thế này, trong một cái buồng kính như thế này, để mà chúng ta đưa cái một cái khoảng hở thôi để chúng ta đưa tay vào và chúng ta làm việc. Rồi nó sẽ hạn chế được cái sự hít phải cái vi khuẩn ha, hoặc là tiếp xúc phải vi khuẩn từ cái mẫu bệnh phẩm, thì người gọi đây là cái tủ nuôi cấy vi sinh. Và cái tủ này thì cái mức độ an toàn của nó cũng vừa phải thôi, bởi vì nó vẫn còn có khoảng hở. Tuy nhiên với những cái bệnh phẩm, những cái mầm bệnh nào mà tối nguy hiểm thì đương nhiên cái tủ này nó sẽ phải kín hơn, nó sẽ kín hoàn toàn mà nó sẽ có hai cái bao tay để mà chúng ta có thể đưa cái tay vào để mà chúng ta làm việc. Mà trong phim chúng ta thường hay thấy cái tủ đó thì nó là mức độ an toàn nó sẽ cao hơn. Còn tủ này thì mức độ vừa phải dùng để nuôi cấy những cái vi khuẩn thông thường. Rồi ngoài ra thì để khử trùng những cái không khí ở trong cái phòng xét nghiệm, bởi vì khi mà chúng ta làm việc á, thì như vậy là cũng sẽ có vi khuẩn nó lây nhiễm ra không khí bên ngoài. Thì để khử trùng không khí thì chúng không làm việc, người ta có thể sử dụng cái đèn gọi là đèn tia cực tím. Cái sức năng lượng của cái tia cực tím á, thì nó sẽ có khả năng được diệt được vi khuẩn, diệt được vi khuẩn. Do đó người ta sẽ sử dụng cái năng lượng của đèn tia cực tím này để khử khuẩn không khí trong phòng làm việc.
Thì đó là những cái dụng cụ mà giới thiệu sơ qua cho các bạn, bởi vì các bạn không có điều kiện để mà mình thấy trực tiếp. Khi tiến hành thực hành, khi mà thực hành tại labo thì các bạn sẽ tiếp xúc với những cái dụng cụ khác, chẳng hạn như là lam kính hoặc là khuyên cấy cũng như môi trường nuôi cấy, thì mình sẽ thấy trực tiếp và mình hiểu được chức năng của nó. Còn những cái máy móc này tôi chiếu hình để cho các bạn hình dung được. Bây giờ mình qua nội dung thứ hai, đó là cách lấy bệnh phẩm. Thì bữa giờ mình thấy là cái xét nghiệm gọi là nuôi cấy, mình hay cái kỹ thuật gọi là nuôi cấy phân lập vi khuẩn, người ta gọi nôm na là cái quy trình chẩn đoán vi sinh lâm sàng. Thì khi mà bác sĩ cho ra một cái chỉ định gọi là cấy một mẫu bệnh phẩm nào đó, thì người ta sẽ lấy bệnh phẩm về phòng xét nghiệm, người ta sẽ tiến hành cái quy trình như sau. Đầu tiên đó là nhuộm ram trực tiếp từ mẫu bệnh phẩm này để xem cái sơ bộ trong mẫu bệnh phẩm này có vi khuẩn nào thuộc nhóm ram dương hay ram âm, cầu khuẩn hay là trực khuẩn. Và với phương pháp nhuộm ram thì chỉ được phân nhóm vi khuẩn thôi, chứ mình không có định danh được vi khuẩn, có nghĩa là không định tên được con vi khuẩn đó. Muốn định tên là chúng ta phải lấy bệnh phẩm chúng ta đem đi nuôi cấy và phân lập. Như vậy ở bước nhuộm ram thì chỉ là bước gợi ý thôi, bước gợi ý thôi ha. Còn bước mà chính cụ bước chính nhất chính là đem lấy bệnh phẩm đem đi nuôi cấy và phân lập. Nuôi cấy và phân lập có nghĩa là mình sẽ nuôi cấy trên những cái môi trường dinh dưỡng thích hợp với từng loại con vi khuẩn. Và khi mình nuôi cấy được xong để biết được xem con vi khuẩn đó nó là con gì thì mình phải tiến hành định danh nó. Thì để định danh vi khuẩn thì người ta thấy rằng trong quá trình tăng trưởng của mỗi vi khuẩn nó sẽ có khả năng phóng thích ra những men hoặc là chuyển hóa các chất khác nhau. Thì người ta sẽ thông qua việc đó là phát hiện cái men hoặc là những cái khả năng chuyển hóa chất của vi khuẩn để mà từ đó định danh vi khuẩn. Do đó cái bước này người ta còn gọi là làm các phản ứng sinh hóa định danh, tức là thông qua các phản ứng sinh hóa trong quá trình phát triển của vi khuẩn để mà định danh vi khuẩn. Thì khi vào thực tập thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái bước định danh này. Sau khi mình nuôi cấy và phân lập xong, định danh xong, thì bước cuối cùng để mà có ý nghĩa thực tiễn lâm sàng ứng và có gợi ý gọi là định hướng cho điều trị, thì mình sẽ làm kháng sinh đồ con vi khuẩn này. Có nghĩa là mình cho cái con vi khuẩn mình nuôi cấy được á, mình đi tiếp xúc với kháng sinh để xem coi là vi khuẩn nó nhạy hay nó kháng với cái kháng sinh nào, để từ đó mình lựa chọn kháng sinh điều trị thích hợp. Thì đây là một cái quy trình chẩn đoán vi sinh lâm sàng. Và các bạn thấy rằng cái bước đầu tiên của quy trình này và nó quyết định luôn cả cái kết quả của những bước sau, đó chính là cái bước lấy bệnh phẩm. Như vậy lấy bệnh phẩm đúng và đạt chất lượng cực kỳ quan trọng để mà cái khả năng nuôi cấy và phân lập được đúng và phân lập được và đúng được tác nhân gây bệnh, nó rất là cần thiết. Thế như vậy là cái nguyên tắc chung của lấy bệnh phẩm là như thế nào? Thì nguyên tắc chung của lấy bệnh phẩm là đảm bảo, đầu tiên và quan trọng nhất đó là phải đảm bảo cái nguyên tắc vô trùng trong thao tác và dụng cụ lấy. Vô trùng, tại sao phải đảm bảo vô trùng? Thì như các bạn đã biết là mình lấy mẫu bệnh phẩm để mình xem coi có vi khuẩn trong cái mẫu bệnh phẩm ở bệnh nhân hay không. Nếu như trong quá trình lấy của mình không đảm bảo vô trùng thì mẫu bệnh phẩm nó có thể bị ngoại nhiễm bởi những cái vi khuẩn khác ở bên ngoài mà nó là vi khuẩn gây bệnh của bệnh nhân. Thì khi tiến hành đi nuôi cấy thì có thể dẫn đến là mình sẽ xác định sai tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Thêm nữa là nếu như trong quá trình lấy chúng ta lấy mẫu bệnh phẩm thì trong mẫu bệnh phẩm đó nó có khả năng là có vi khuẩn gây bệnh, thì nếu như chúng ta không đảm bảo được thao tác vô trùng cho bản thân và môi trường xung quanh thì nó có thể dẫn đến là lây nhiễm phải vi khuẩn gây bệnh từ bệnh nhân sang cho bản thân mình và sang cho những cái người xung quanh. Do đó nguyên tắc vô trùng là cái nguyên tắc quan trọng nhất trong cái việc lấy bệnh phẩm. Và để cho cái việc mà nuôi cấy vi khuẩn nó được gọi là được có kết quả thì chúng ta cần phải lấy bệnh phẩm đúng, tức là phải đúng nơi, tức là đúng vị, đúng nơi mà lấy bệnh phẩm, đúng nơi cần lấy bệnh phẩm, đúng thời điểm và là đủ cái số lượng để mình có thể tiến hành nuôi cấy và phân lập. Còn nếu như lấy ít quá, chẳng hạn như với mẫu đàm mà chúng ta lấy ít quá chúng ta cũng không có thể phân lập được, hoặc có là cái chất lượng của cái mẫu cũng ảnh hưởng nữa. Chẳng hạn như cơ bệnh nhân lấy mẫu đàm nhưng bệnh nhân nó không đưa cho mình đàm mà họ chỉ khạc ra được nước bọt thôi, thì như vậy mình cũng sẽ không cấy phân lập được vi khuẩn từ mẫu đàm của bệnh nhân. Do đó cái mẫu bệnh phẩm và cái chất lượng của bệnh phẩm nó cũng rất là quan trọng. Và một nguyên tắc nữa là chúng ta phải lấy trước khi dùng kháng sinh, tức là trước khi bệnh nhân được dùng kháng sinh. Bởi vì nếu như bệnh nhân dùng kháng sinh trước đó, trước khi lấy bệnh phẩm, thì biết đâu cái kháng sinh bệnh nhân mình dùng á, con vi khuẩn bệnh nhân bị nhiễm nó nhạy với kháng sinh đó, nó làm cho cái lượng vi khuẩn ở trong bệnh phẩm nó sẽ bị giảm đi, và như vậy chúng ta cấy ra nó sẽ không có dương, không mọc lên được. Và nếu như vậy thì chúng ta trả lời là âm tính thì
thế nó có dẫn đến tình trạng là bệnh nhân tưởng rằng họ không bị nhiễm bệnh, thì như vậy nó sẽ gây ra một cái hậu quả không tốt. Cho đó là chúng ta phải tốt nhất lấy trước khi dùng kháng sinh. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì các bạn thấy rằng là cái việc sử dụng kháng sinh nó rất là phổ biến đúng không, rất là dễ dàng, người bệnh có thể tự mua kháng sinh cũng được. Như vậy lỡ mà người ta đã dùng kháng sinh rồi trước đó rồi thì sao, và giờ người ta mới đến gặp đến mình thì làm sao? Thì thực tế như sau, nếu như mà bệnh nhân á mà đã lỡ mà có từng dùng kháng sinh mà họ vẫn đi khám mình, có nghĩa là họ không có bớt, mà khi họ không bớt thì kháng sinh này nó sẽ không có tác dụng đối với vi khuẩn họ đang nhiễm. Thì như vậy thì mình vẫn có khả năng lấy được cái mẫu bệnh phẩm đó, nhưng tuy nhiên á là để đảm bảo cho cái kháng sinh đó nó không có ức chế nó cái vi khuẩn á, lượng vi khuẩn đó nó không bị ức chế bởi kháng sinh á, để mà mình có thể phân lập được vi khuẩn tốt á, thì có thể là nếu như bệnh nhân không bị bệnh tình trạng nhiễm trùng cấp thì mình có thể là cho bệnh nhân ngưng kháng sinh, và mình đợi 24 giờ sau khi bệnh nhân ngưng kháng sinh mình mới lấy mẫu bệnh phẩm đó để mình làm. Rồi phần nữa đó là khi mình lấy bệnh phẩm xong thì mình phải bảo quản bệnh phẩm cho đúng và gửi bệnh phẩm đi xét nghiệm. Thì cách bảo quản bệnh phẩm như thế này, khi chúng ta lấy bệnh phẩm thì chúng ta phải bỏ bệnh phẩm vào một cái lọ, thường là lọ vô khuẩn và phải có nắp đậy kín, chứ không được để vào cái lọ không có nắp đậy kín, bởi vì nó sẽ dẫn đến hai hậu quả. Thứ nhất là có thể ngoại nhiễm từ vi khuẩn từ bên ngoài, và thứ hai là cái hậu quả nghiêm trọng mà mình sợ hơn, đó chính là vấy nhiễm vi khuẩn từ mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sang cho người khác. Và để cái khả năng mà cấy nó được đạt được hiệu quả thì cái mẫu bệnh phẩm đó phải gửi về đến phòng xét nghiệm để đem đi tiến hành nuôi cấy càng sớm càng tốt và không quá 2 giờ. Bởi vì nếu như mà chúng ta để lâu quá thì cái lượng vi khuẩn ở trong mẫu bệnh phẩm có thể bị chết đi. Và khi nó bị chết đi thì tỷ lệ cấy của mình nó sẽ không có dương tính nhiều. Do đó là mình phải gửi đến phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt. Còn nếu như mình không có điều kiện để gửi phòng xét nghiệm thì mình phải bỏ vào những cái môi trường bảo quản như là Cariplay, Stuart hoặc Ami. Vậy vậy thì cái môi trường bảo quản là gì? Môi trường bảo quản là những môi trường trong đó nó có những cái chất dinh dưỡng tối thiểu cho giúp cho vi khuẩn có thể sống, nhưng mà vi khuẩn nó không có tăng sinh. Có nghĩa là lượng vi khuẩn trong mẫu bệnh phẩm đó nó hằng định, nó vẫn duy trì sống nhưng nó không có tăng sinh. Thì những môi trường mình hay sử dụng như là môi trường Cariplay nè, trong cái mẫu phết phân trực tràng hay là vi khuẩn tả, mình có nhắc đến cái môi trường này. À, nếu như mình không có điều kiện gửi về thì mình bỏ vào cái mẫu bệnh phẩm vào môi trường Cariplay hoặc là môi trường Ami ha. Môi trường Ami thì đây là những cái môi trường bảo quản. Đặc tính chung của nó là giúp cho vi khuẩn nó sống nhưng không tăng sinh. Nghiệp quá. À. Rồi đó là cái nguyên tắc chung để mà mình lấy bệnh phẩm. Thì như các bạn nhớ nha, là bảo đảm vô trùng, thứ hai là đấy bệnh phẩm phải đúng, thứ ba là phải gửi và bảo quản vào bệnh phẩm xét nghiệm đúng với nơi quy định. Thì nếu như mà gửi sớm thì không gì, còn nếu mà gửi lâu quá, nếu mà thời gian gửi lâu thì mình phải bỏ vào những cái môi trường bảo quản. Bây giờ mình sẽ đề cập đến một số mẫu bệnh phẩm thường gặp. Đầu tiên là cái mẫu nước tiểu. Mẫu nước tiểu thì sẽ được bác sĩ chỉ định lấy mẫu nước tiểu đem đi nuôi cấy vi khuẩn khi nghi ngờ bệnh nhân có nhiễm trùng tiểu, và thường là mình sau này mình sẽ là người ra chỉ định nuôi, chỉ gọi là cấy nước tiểu. Thì khi có chỉ định cấy nước tiểu này thì bản thân mình cũng nên biết cách lấy bệnh phẩm để mình có thể hướng dẫn cho bệnh nhân lấy cái mẫu đúng cách. Thì cách lấy như sau, là tốt nhất là người ta thấy rằng là lấy vào buổi sáng sau khi bệnh nhân ngủ dậy hoặc là sau khi nhịn tiểu 2 tiếng. À, tại sao là phải bắt đó là phải lấy là sau khi nhịn tiểu 2 tiếng? À, là bởi vì trong 2 tiếng này thì như vậy là cái lượng vi khuẩn tồn lưu ở trong bàng quang á, nó sẽ có một cái thời gian tồn lưu ở trong bàng quang, và nếu như cái đường tiết niệu của họ có bị nhiễm khuẩn thì như vậy thì cái nước tiểu á, nó mới có thời gian nó tiếp xúc được cái vi khuẩn. À, như vậy cái lượng nước tiểu mà thải ra thì nó mới sẽ có cái hàm lượng, cái mới có lượng vi khuẩn nó sẽ nhiều. Còn nếu như mà bệnh nhân vừa mới đi tiểu xong, cái mình nói họ đi tiểu và lấy mẫu bệnh phẩm để cái nước tiểu liền, thì nó sẽ dẫn đến đó là cái thời gian mà tiếp xúc của cái mẫu bệnh phẩm á, cái mẫu nước tiểu á, trong cái đường tiết niệu á, nó vừa được tạo thành nước tiểu mà nó tiếp xúc rất là ít, nên là cái lượng vi khuẩn trong cái mẫu đó nó sẽ giảm, sẽ ít hơn, thì cái khả năng cấy của mình nó sẽ không cái dương tính nó sẽ không cao.
Và cái vị trí thì mình sẽ có 3 vị trí lấy. Tuy nhiên cái vị trí mà mình thường hay lấy nhiều nhất đó chính là lấy nước tiểu giữa dòng. Có nghĩa là mình sẽ kêu bệnh nhân tự lấy nước tiểu của họ. Mình sẽ đưa họ cái lọ như thế này và kêu họ hứng nước tiểu. Cách hứng như sau, nước tiểu giữa dòng nghĩa là sao? Có nghĩa là mình sẽ dặn bệnh nhân đó là rửa sạch sẽ cái vùng niệu đạo. Sau đó đi tiểu. Đi tiểu ha, và cái đoạn nước tiểu, cái nước tiểu đầu tiên á, mình sẽ không có lấy. Mà đi tiểu một tí xíu xong mình mới hứng cái phần nước tiểu lúc sau thì ta gọi đó là nước tiểu giữa dòng. Lý do mà mình không có lấy đoạn nước tiểu ở đầu dòng là bởi vì là trong cái đường niệu đạo của mình nó sẽ có rất là nhiều cái vi khuẩn ở trong đó, vi khuẩn thường trú ở trong đó. Và nếu như chúng ta lấy nước tiểu ở đầu dòng á, thì có thể là nước tiểu nó sẽ bị vấy nhiễm bởi những cái vi khuẩn thường trú ở niệu đạo, dẫn đến thì chúng ta cấy dương tính nó sai, không phải là tác nhân gây bệnh của bệnh nhân. Rồi như vậy thì tại sao nước tiểu giữa dòng nó lại hạn chế được cái tình trạng ngoại nhiễm cái vi khuẩn ở niệu đạo? Là bởi vì cái lượng cái lực của cái nước tiểu đầu dòng nó giống như nó sẽ giúp cái cuốn trôi đi những cái vi khuẩn thường trú ở niệu đạo, nên cái lượng vi khuẩn nên cái lượng nước tiểu ở giữa dòng á, cái nước tiểu giữa dòng nó được xem là tương đối là vô khuẩn, như vậy mình có thể lấy được. Tuy nhiên cái phương pháp lấy nước tiểu giữa dòng các bạn thấy rõ ràng là nó cái độ độ vô trùng vô khuẩn của nó không có cao nhưng người ta thường hay được sử dụng, đó là do là dễ lấy, dễ thực hiện và nó không gây đau đớn gì cho bệnh nhân hết. Trong trường hợp bệnh nhân không tự đi tiểu được, hay chẳng hạn như bệnh nhân hôn mê, những người già bị bí tiểu, thì mình sẽ phải lấy nước tiểu qua ống thông tiểu. Thì cái phương pháp này nó sẽ tương đối vô khuẩn hơn so với lấy nước tiểu giữa dòng. Và cái nữa, chỉ thứ ba là chọc hút trên xương mu thì đường áp dụng trong những cái bệnh lý ngoại niệu đặc biệt, người ta mới chọc hút trên xương mu, lấy cái kim đi qua xương mu đâm vào bàng quang và hút nước tiểu. Thì đó là trong những bệnh lý đặc biệt chứ thường ít lấy cái vị trí này. Và cái thể tích lấy nước tiểu là khoảng 10 ml. Nước tiểu sẽ đựng trong một cái lọ sạch, lọ xin lỗi lọ vô trùng có nắp vặn như thế này và gửi về phòng xét nghiệm để nuôi cấy. Và nếu như chưa có điều kiện bảo quản ngay thì mình sẽ bỏ cái loại nước tiểu này vào trong cái tủ lạnh ở khoảng 2-4 độ C ha. Rồi khi nào mình có thể vận chuyển thì mình đi vận chuyển. Còn với mẫu phân, nãy giờ chúng ta hay học đó là cái phân. Thì cách lấy mẫu phân như sau. Khi mà chúng ta có chỉ định nhiễm trùng tiêu hóa thì mình sẽ cho cái chỉ định đó là cấy mẫu phân. Và mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân lấy mẫu phân là ngay khi có khi chẩn đoán nghi ngờ tiêu hóa là lấy càng sớm càng tốt. Mẫu phân thì nó không có đòi hỏi cái thời gian. Thì cách lấy phân sẽ được đựng trong cái ống cái lọ như thế này, đựng cái lọ như thế này, nhưng không thể nào mà nói bệnh nhân đưa cái lọ đó ra là hứng phân trực tiếp được. Do đó mình sẽ nói bệnh nhân là đi tiêu qua cái bô. Lấy đi tiêu qua cái bô thì cái bô này nè có thể là cái bô sạch rửa sơ qua với nước, tuy nhiên không được rửa bằng chất sát khuẩn nha, bởi vì nếu mà bô có chất sát khuẩn nó còn đọng với chất sát khuẩn á, thì khi mà bệnh nhân đi tiêu ra thì cái vi khuẩn trong phân nó có thể bị ức chế, bị giết chết bởi chất sát khuẩn ở trong bô. Do đó bô chỉ cần bô sạch thôi. Bởi vì cái thật ra là cái phân bản chất của nó không phải là vô khuẩn rồi, và khi người ta phân lập mẫu phân người ta sẽ biết được cái vi khuẩn nào là vi khuẩn gây bệnh để mà người ta phân lập. Thì sau khi đi tiêu ra phân xong, tiêu tiêu phân ra bô xong, thì nói bệnh nhân lấy một lượng phân khoảng chừng 1 gram phân, có nghĩa là khoảng đầu ngón tay của mình là được rồi. Mình sẽ bỏ vào, lấy nhiều hơn càng tốt, còn không lấy ít ít thì tối thiểu nhất là phải là 1 gram phân là đầu ngón tay của mình. Và đặc biệt nếu như phân chỗ nào mà có nhầy máu mủ thì sẽ ưu tiên lấy phân ở chỗ đó. Còn nếu như phân nó không có nhầy máu mủ gì hết, nó nước không thì mình cứ hút chất dịch nước của phân để mình đem đi nuôi cấy phân lập. Và riêng đối với mẫu phân thì chúng ta phải nên gửi đi phòng xét nghiệm càng sớm càng tốt. Còn nếu như không gửi được thì đặc biệt mẫu phân phải bỏ vào trong cái môi trường Cariple để mà có thể giúp cho vi khuẩn ở trong mẫu phân nó gọi là nó sống nhưng nó không tăng trưởng, nó không tăng sinh được. Bởi vì cái công cụ phân thì các bạn thấy rằng nó có nhiều vi khuẩn lắm, có vi khuẩn gây bệnh ở trong đó và có những vi khuẩn thường trú ở trong đó. Nếu như chúng ta để mẫu phân mà không bỏ vào môi trường bảo quản thì những cái vi khuẩn thường trú nó nhiều lắm, nó sẽ ức chế cái chất dinh dưỡng của những cái vi khuẩn gây bệnh trong mẫu phân còn lại, những cái dinh dưỡng còn lại của vi còn lại trong mẫu phân đó, làm cho vi khuẩn gây bệnh nó không có phát triển được, và khi chúng ta phân lập thì chúng ta sẽ không bắt được cái vi khuẩn gây bệnh.
Do đó mình nên bỏ vào trong môi trường bảo quản để mà giữ nguyên cái số lượng vi khuẩn từ cái mẫu phân ban đầu. Về mẫu phết họng, mẫu này thì các bạn sẽ được thực hiện thì trong trường hợp như là có nghi ngờ viêm họng nè hoặc là viêm amidan thì mình sẽ phết họng. Thì cách lấy là tốt nhất là lấy vào buổi sáng lúc bệnh nhân chưa ăn uống, tuy nhiên thì cũng có thể duy lấy vào thời điểm nào trong ngày cũng được. Và vị trí lấy thì các bạn lưu ý là mình phải xác định vùng họng là ở vùng nào. Đây là cái hình ảnh cái khoang miệng ha. Thì cái từ đây là cái khẩu cái mềm, cái khẩu cái mềm hay còn gọi lưỡi gà. Thì cái khẩu cái mềm này chính là ranh giới của vùng họng và vùng khoang miệng. Vùng khoang miệng của mình phía trước nè ha, đó là vùng khoang miệng. Thì cái khoang miệng nó không phải vùng họng, mà vùng họng của mình là ở từ sau cái lưỡi gà trở về sau thì mới gọi là vùng họng. Do đó khi mà mình phết họng thì mình phải phết cái thành sau họng, tức là cái khung lưỡi cái này bạn thấy phía sau nè, mình sẽ phết vào cái thành này. Và nếu như thấy cái vùng am, đặc biệt là trong trường hợp chẩn đoán amidan sưng mủ á, thì thấy amidan nó bị viêm sưng mủ thì mình sẽ phết cái vùng amidan để mình lấy cái bệnh phẩm ở vùng phết họng. Và lưu ý rằng khi mà mình đưa cái que tăm bông vào hoặc là rút cái que tăm bông ra khỏi miệng thì tránh chạm cái đầu que tăm bông vào trong má hoặc là niêm mạc miệng của người, bởi vì nó có thể gây ngoại nhiễm cái vi khuẩn ở trong cái vùng miệng mình nhiều vi khuẩn thường trú ở trong đây lắm. Rồi nếu như bệnh nhân bị nhiễm trùng ở đường hô hấp, nhiễm trùng sâu hơn ở phía dưới hơn, tức là từ phế quản đến phổi trở xuống, thì mình sẽ lấy một bệnh phẩm là mẫu đàm chứ mình không lấy phết họng. Họng chỉ là dùng để chẩn đoán viêm họng hoặc là viêm amidan thôi. Với mẫu đàm thì là phải là khạc được đàm chứ không phải là lấy nước bọt. Do đó thì tốt nhất là lấy vào cái sáng sớm, bởi vì là trong một đêm khi nằm ngủ thì cái tích tiết ở phổi nó sẽ được ứ lại, đàm nó sẽ được ứ lại nhiều. Như vậy thì người bệnh nhân họ sẽ dễ dàng khạc đàm hơn. Và mình sẽ bắt bệnh nhân là khạc đàm ha, xong rồi bỏ vào trong cái lọ này. Và mình phải nhìn kỹ coi là đàm hay là nước bọt. Còn nếu như thấy cái dịch đó nước bọt không mà không thấy chất đàm thì là mình sẽ không nhận cái mẫu bệnh phẩm đó, bắt người ta khạc lại. Trong trường hợp một số bệnh nhân cái lượng đàm họ ít lắm, họ không có nhiều, họ nói tôi cố gắng lắm luôn rồi mà tôi vẫn không có khạc được đàm, thì mình có thể cho họ phun cái nước muối sinh lý để mà làm loãng cái lượng đàm ở trong phổi. Thì như vậy sau khi phun thì họ sẽ khạc đàm được dễ dàng hơn. Và mẫu đàm này cũng sẽ được bỏ vào trong lọ vô trùng có nắp đậy và mình cũng sẽ gửi ngay đến phòng xét nghiệm luôn. Còn nếu như mình không có điều kiện gửi phòng xét nghiệm thì mình có thể bỏ vào trong cái tủ mát, ngăn mát tủ lạnh bảo quản ha, nhưng mà không quá 2 tiếng nha. Mẫu bệnh phẩm thứ ba là mẫu máu. Thì với mẫu máu thì nó khó lấy hơn. Mẫu máu được chỉ định trong trường hợp mà nghi ngờ bệnh nhân có nhiễm khuẩn huyết, có nghĩa là có vi khuẩn ở trong máu gây ra tình trạng nhiễm khuẩn khuẩn huyết. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái thời điểm mà lấy máu đó, đối với mẫu máu thì nó bắt buộc là yêu cầu là phải lấy khi mà bệnh nhân đang sốt hoặc là lạnh run trước sốt, chứ không phải là lấy ở bất kỳ thời điểm nào cũng được. Lý do là khi mà bệnh nhân có sốt hoặc lạnh run trước sốt, đó chính là thời điểm đánh dấu vi khuẩn được phóng thích vào trong máu nhiều nhất. Thì lúc đó là cái hệ miễn dịch của mình nó nhận diện và nó phản ứng lại bằng cách là tình trạng ra sốt. Do đó khi mà mình lấy cái thời điểm bị sốt hoặc lạnh trước sốt thì cái lượng vi khuẩn trong máu nhiều thì cái khả năng nuôi cấy của mình nó sẽ cao. Còn nếu như mình lấy khi mà bệnh nhân hết sốt rồi thì chứng tỏ là cái vi khuẩn nó chưa được phóng thích vào trong máu. Thì như vậy là cái lượng vi khuẩn nó sẽ ít và như vậy thì mình sẽ không phân lập được vi khuẩn. Như đó mình cần với mẫu máu cần phải lưu ý là phải lấy khi bệnh nhân sốt hoặc là lạnh run trước sốt. Và đối với mẫu máu thì người ta khuyến cáo như thế này, để cái máu dương tính á, thì là nên cấy tối thiểu là 2 chai ở 2 vị trí khác nhau, lấy 2 mẫu máu ở 2 vị trí khác nhau. Tại sao với những mẫu bệnh phẩm khác mình chỉ cần lấy 1 mẫu thôi, nước tiểu lấy 1 mẫu, phân lấy 1 mẫu, đàm lấy 1 mẫu, nhưng mẫu máu ta phải khuyến cáo lấy hai mẫu máu ở 2 vị trí khác nhau, là bởi vì chúng ta thấy rằng cái lượng máu tuần hoàn trong cơ thể của mình rất là nhiều. Và mà khi mình lấy cái mẫu máu để mình làm xét nghiệm, mình chỉ lấy khoảng 10 ml thôi, nó chỉ là một cái lượng ít của vi khuẩn, lượng ít cái mẫu máu, mà vi khuẩn của mình nó sẽ lưu hành tuần hoàn ở trong trong cơ thể của mình theo dòng máu. Mình sẽ không biết là cái khúc nào là vi khuẩn trong dòng máu nó nhiều vi khuẩn, cái khúc nào nó ít vi khuẩn. Do đó mình sẽ lấy nhiều ở 2 vị trí máu khác nhau để mà mình tăng cái khả năng mà mình có thể bắt được vi khuẩn ở trong mẫu máu.
nên nên là thường người ta sẽ lấy mẫu máu ở hai vị trí khác nhau. Thì với mẫu máu, khi mình lấy từ ống xi lanh xong, mình phải bỏ vào môi trường nuôi cấy liền, bỏ vào môi trường nuôi cấy liền chứ không có đợi, không có đợi ha, không có đợi rồi giờ đem về phòng xét nghiệm. Mình sẽ tiêm vào trong môi trường nuôi cấy, và từ môi trường nuôi cấy này mình sẽ đem đi tiến hành ủ để mà nuôi cấy vi khuẩn, bởi vì cái khả năng phân lập vi khuẩn từ mẫu máu nó khó hơn so với lại những mẫu bệnh phẩm khác. Vậy thì cái lượng vi khuẩn, lượng máu mà mình rút ra để mà mình tiến hành nuôi cấy thì người ta thấy rằng yêu cầu đó là nó phải chiếm cái khối lượng máu của mình lấy á, nó phải chiếm 1/5 cái thể tích của môi trường nuôi cấy. Và thường á, thì người ta sẽ, người lớn thì mình sẽ rút là 10 ml cho một chai 50 ml này. Chai này thường là cái kích thước 50 ml ha, thì mình sẽ rút 10 ml thì để được tỷ lệ 1/5. Còn ở trẻ em thì chai cái máu người ta sẽ chế nhỏ hơn, do đó mình chỉ cần rút 3 đến 5 ml thôi, cho lượng máu của trẻ em nó không có nhiều như ở người lớn của mình. Và đối với mẫu máu thì mình sẽ gửi ngay đến phòng xét nghiệm để đem đi tiến hành nuôi cấy. Một lưu ý bảo quản mẫu máu khác so với những mẫu bệnh phẩm khác là mình tuyệt đối không được để cái mẫu máu bảo quản trong tủ lạnh. Có nghĩa là cái chai này sau khi mình bơm máu xong mình không bỏ vào tủ lạnh, mà mình phải đem về phòng xét nghiệm để nuôi cấy về liền. Lý do là tại sao không được bảo quản trong tủ lạnh thì sau này các bạn sẽ học một cái bài là các vi khuẩn gây bệnh, gây nhiễm khuẩn huyết. Thì chúng ta thấy có hai cái con vi khuẩn là Neisseria meningitidis và con Haemophilus influenza, là hai cái con nó không chịu được lạnh. Nếu như có điều kiện lạnh nó sẽ chết, mà đó là một trong hai con mà thường gây gặp trong cái nhiễm khuẩn huyết. Nên nếu như mình bỏ vào cái mẫu máu vào tủ lạnh thì nó có thể là lỡ bệnh nhân bị nhiễm hai con đó thì mình không có phân lập được tác nhân gây bệnh cho bệnh nhân. Tương tự như vậy, đối với cái mẫu dịch não tủy thì là chúng ta sẽ chỉ định khi nghi ngờ có viêm màng não. Thì cách lấy dịch não tủy là mình sẽ đưa một cái cây kim ha, mình đâm vào cái khoảng gian sườn ở thắt lưng L4 và L5, đây L4 L5 nó ngang cái màu chậu, ngang cái màu chậu đi qua thì cái khoảng gian sườn L4 5 mình sẽ đưa kim vào để mình rút cái dịch não tủy ra. Thì cái phần thủ thuật lấy mẫu dịch não tủy này là bác sĩ mình sẽ tiến hành làm, và cách học ở học phần nhiễm. Còn cái tán mẫu bệnh phẩm còn lại á, nãy giờ thì có thể điều dưỡng họ làm hoặc là bệnh nhân họ lấy, không cần bác sĩ. Nhưng với mẫu dịch não tủy thì là bác sĩ mình sẽ tự lấy. Và cái lượng dịch não tủy để có thể tiến hành nuôi cấy đó là phải lấy khoảng 1 đến 2 ml dịch não tủy. Và cũng nên gửi đến phòng xét nghiệm ngay để tiến hành nuôi cấy ngay. Bởi vì những cái tác nhân mà gây ra viêm màng não á, trong dịch não tủy nó rất là dễ chết. Và một điểm lưu ý nữa là giống như là vi khuẩn gây ra máu từ máu, là mình sẽ không bảo quản bệnh phẩm dịch não tủy ở trong tủ lạnh. Bởi vì những cái vi khuẩn mà Haemophilus influenza cũng như Neisseria meningitidis thì nó cũng có khả năng gây ra viêm màng não. Do đó mà mình cũng không bảo quản cái mẫu dịch não tủy ở trong cái tủ lạnh, bởi vì nó sẽ giết chết một số vi khuẩn kém chịu nhiệt. Thì đó là cái những cái bệnh phẩm mà mình sẽ thường gặp sau này khi đi mình thực hành lâm sàng, và mình chính là người ra chỉ định nuôi cấy của những mẫu bệnh phẩm đó. Thì bản thân cho bác sĩ chúng ta không phải là người trực tiếp lấy bệnh phẩm trừ mẫu dịch não tủy. Tuy nhiên mình cũng nên biết cái nguyên tắc lấy để mà mình có thể hướng dẫn cho đồng nghiệp của mình là điều dưỡng hoặc là bệnh nhân cách lấy cho nó đúng cách để mà có khả năng tăng được cái tỷ lệ mà nuôi cấy được vi khuẩn. Mặc dù một số mẫu bệnh phẩm ấy là có đưa ra cái thời gian khuyến cáo lấy, chẳng hạn như nước tiểu vào sáng sớm hoặc là quá trong vòng khi bệnh nhân mới định tiểu được 2 giờ, hoặc là mẫu phân thì hoặc là mẫu đàm ấy, thì thật ra những cái mẫu này mình vẫn có thể linh động được, có nghĩa là khi mình có chẩn đoán là mình có thể khuyến cáo bệnh nhân lấy được liền. Tuy nhiên với cái mẫu máu thì chúng ta phải lưu ý rằng phải lấy cái tại thời điểm bệnh nhân bị sốt hoặc là lạnh trung trước sốt thì mới được lấy, chứ không phải lấy bất kỳ thời điểm nào trong ngày cũng được. Còn mẫu dịch não tủy thì ngay khi mình có chẩn đoán nghi ngờ là viêm bệnh như bị viêm màng não do vi khuẩn là mình phải lấy càng sớm càng tốt, bởi vì một trong những cái viêm màng não do vi khuẩn là một trong những cái cấp cứu nội khoa, mình cần phải được chẩn đoán sớm để mà mình điều trị sớm cho bệnh nhân. Ngoài cái phần ngoài trong vi sinh của mình, ngoài lấy bệnh phẩm để mình đem đi tiến hành nuôi cấy và phân lập á, thì mình còn lấy cái mẫu bệnh phẩm để mà mình làm phản ứng kháng nguyên kháng thể. Thì cái bệnh phẩm mình xét nghiệm huyết thanh học đó là bệnh phẩm máu, và cái mục tiêu mình lấy đó là huyết thanh học, có nghĩa là mình phải từ máu mình phải chiết xuất được huyết thanh. Thì cách để chiết xuất được huyết thanh là bằng cách đó là chúng ta sẽ lấy máu của bệnh nhân, thì chỉ cần khoảng 3 ml máu thôi chứ không cần 10 ml máu như là cái máu mình lấy một lượng ít thôi.
mình bỏ vào cái ống, cái tiếp lấy máu vô trùng, nhưng mà không có chất chống đông. Không có chất chống đông để làm gì? Để cho khi mà cái máu đó nó nằm ở trong cái ống đó, nó sẽ bị đông lại. Nó bị đông lại. Và chính cái phần đông, cái cục đông đó là gồm có gì? Là gồm có những cái tế bào máu và có những cái yếu tố đông máu. Và nó chỉ còn cái phần dịch ở trên thôi. Thì cái phần dịch ở trên đó chính là phần huyết thanh. Phần huyết thanh. Thì để các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng là trong máu của mình á, thành phần của nó gồm có hai thành phần. Đó là phần tế bào và thành phần dịch thể. Thành phần tế bào thì sẽ là gồm có hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Còn thành phần dịch thể, cái thành phần lỏng á, thì sẽ gồm có là có huyết thanh và các yếu tố đông máu. Thì nếu như mà cái phần dịch lỏng đó ta gọi là huyết thanh và yếu tố đông máu, ta gọi chung là huyết tương. Như vậy thì huyết thanh và huyết tương nó khác nhau ở điểm là huyết thanh chỉ là phần dịch lỏng thôi và không có yếu tố đông máu. Còn huyết tương là có yếu tố đông máu. Thì với việc mình loại bỏ được cái cục máu đông đó, mình loại bỏ được cái yếu tố đông máu ra khỏi cái phần dịch đó, thì mình sẽ chiết xuất được huyết thanh. Thì đó là cách chiết xuất huyết thanh. Tuy nhiên trong một số kỹ thuật xét nghiệm kháng thể bây giờ, người ta không yêu cầu, cũng không yêu cầu cầu cao lắm là phải chiết xuất được huyết thanh, mà người ta có thể lấy máu, lấy huyết tương, lấy huyết tương để mà người ta làm phản ứng kháng nguyên kháng thể vẫn được. Thì đó là những cái nội dung về phần lý thuyết thực tập của bài ngày hôm nay tôi muốn truyền đạt với các bạn, để mà mình sẽ có khái niệm và mình chuẩn bị cho những cái buổi thực tập tại labo bộ môn. Rồi, các bạn có thắc mắc gì về cái nội dung của phần lý thuyết hồi nãy và cái phần thực tập không? Tuần sau tôi sẽ được gặp với các bạn vào ngày 15 tháng 12. Thì ngày hôm đó là mình sẽ học về virus. Và khi mình học về virus thì trước khi mình bắt đầu vào bài học virus đó, thì tôi sẽ cùng với các bạn thảo luận một cái tình huống lâm sàng của cái vi khuẩn gây bệnh đường tiêu hóa mà nãy mình mới học, để mà cho mình làm quen về cái cách biện luận vi sinh lâm sàng. Sau đó thì sau khi thảo luận cái tình huống đó xong thì mình sẽ làm một cái bài luận giá của cái bài mà mình đã học vừa rồi để mình lấy điểm qua quá trình. Thì cái phần lấy điểm quá trình bài luận giá này thì các bạn cũng không có cần phải căng thẳng đâu. Tôi chỉ muốn biết để xem coi là mình hiểu được cái bài này nó tới đâu, cái mức độ mà các bạn vận dụng được cái kiến thức lý thuyết của mình như thế nào thôi. Tuy nhiên thì là mỗi bạn cũng phải có một cái cục điểm luận giá, một cái bài luận giá đấy mà tôi có thể cho điểm được. Do đó là tôi báo trước luôn thì là ngày 15 tháng 12 trước khi học bài mới thì mình sẽ làm một cái bài luận giá nha. Còn cái bài ngày 15 tháng 12 thì tôi sẽ nếu được thì tôi sẽ làm một cái clip ghi âm trực tiếp cho các bạn để các bạn nghe. Còn hôm đó thì mình chỉ tổng kết lại những cái ý chính của cái bài thôi, thì để cho các bạn đỡ mệt và nặng nề khi mà mình học quá nhiều cái nội dung kiến thức trong một ngày. Rồi Gia Huy có ý kiến gì em? Nguyễn Gia Huy, thế gì Gia Huy giơ tay nè. Dạ Hi ơi, em bật mic lên đi. Có bạn nào có thắc mắc gì không em? Rồi, mời Thiên Phúc. Một tôi không giờ mới thấy ra khung chat có nhiều bạn thì qua đây tôi đọc thử nha. Dạ thưa cô. Dạ alo. Alo rồi nghe em ơi. Dạ, thưa cô là lúc nãy cái mà huyết thanh hào của cô là cái đó là mình có yếu tố đông máu trong cái ống thì em không rõ là trong cái quá trình đông máu nội sinh là hắn phải có yếu tố collagen thì cái trong cái ống nghiệm của mình không có cái yếu tố subendothelial collagen thì
thì tại sao nó có sự đông máu ở trong đó? Ví dụ như À không, cái như vậy nè, cái máu của mình đó, rồi sao ta, cái con đường đông máu nội sinh và đông máu ngoại sinh á, thì nó là trong cái cơ thể của mình, nó là cái cơ chế trong cái khi mà máu nó nằm trong cơ thể của mình. Tuy nhiên á, là trong máu, khi mà đi qua ngoài cơ thể của mình, cái thấy rằng là máu của máu mình nó lỏng đúng không, mà khi đi ra ngoài cơ thể nó cũng sẽ hình thành được những cục máu đông. Ừ thì nó là cái cơ chế tự nhiên thôi. Khi đi vào đi đi ra ngoài cơ thể thì cái nó sẽ hình thành cái cục máu đông, nó sẽ đông lại. Thì cái cục máu đông đó nó sẽ bao gồm những cái tế bào máu cũng như là cái những một số yếu tố đông máu nằm ở trong cái cục máu đông đó. Chứ nó không có theo cái con đường kích hoạt như là phải vitamin K rồi canxi rồi yếu tố 9, 10, 11, 12 như cái con đường kích hoạt cụ thể ở trong cái con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh đâu. Tức là trên trên cái thành ống nghiệm nó có thể nó có những cái khớp nó sẽ đông máu theo kiểu khớp Không, đúng không? nó không có cái những cất gì hết, nó là một cái ống nghiệm thôi, ống một ống nghiệm thông thường thôi, một ống nghiệm vô trùng thôi. Khi mà em bỏ vào máu, cái máu của mình á, thì khi máu của mình ở ngoài môi trường ngoài nó cũng sẽ tự đông lại, nó sẽ tự đông lại, nó sẽ lắng xuống những cái tế bào máu và cái yếu tố đông máu á, nó sẽ lắng xuống dưới đáy của ống nghiệm. Tại vì ủ một cái là mình không có được dạy trực tiếp á, nên là nói cái em hơi khó hiểu. Cái tế bào máu và những cái vật chất đó, khi mà mình để một cái ống nghiệm một khoảng thời gian ha, khi mình xin lỗi, mình khi mình bỏ máu cho ống nghiệm một khoảng thời gian để yên với nó, thì những cái vật chất nặng trong đó gồm có cái tế bào máu nó sẽ lắng xuống dưới đáy của ống nghiệm. Và trong cái ống trong máu của em, nếu như mà cái ống nghiệm của em nó không có cái gọi là cái chất ức chế đông máu, thì cái tự động cái máu nó sẽ bị đông lại, thì nó hình thành một cái cục máu đông ở dưới đáy ống nghiệm, nó nặng hơn mà, nó sẽ hình thành một cục huyết khối ở đó. Máu đông ở đó, và mình như thế nào mình sẽ đổ cái phần dịch máu còn ở trên á, mình đổ ra bên ngoài, thì như vậy là mình sẽ được cái dịch lỏng đó, mình loại được cái yếu tố đông máu cũng như một số tế bào máu. Nhưng sau đó để đảm bảo cái dịch lỏng của mình chỉ có huyết thanh thôi và không còn những vật chất còn lại, thì khi mình đổ mình chiết lọc thì cơ thể mình nó bị sót, thì mình sẽ quay ly tâm nữa. Khi mình quay ly tâm thì đảm bảo những tế bào máu còn lại nó sẽ làm sao, nó sẽ lắng xuống dưới ống nghiệm và mình chỉ hút cái dịch lỏng ở bên trên lên thôi. Dạ hiểu Thì đó rồi. là Dạ cái cách em. xuất huyết huyết thanh. Nhưng mà hiện nay bây giờ, hồi xưa thì mới đào với phản ứng huyết thanh học mới đòi hỏi là phải huyết thanh, người ta mới phải làm như vậy. Chứ còn bây giờ người ta dùng huyết tương để người ta làm được, tại vì sao, người ta cái xét nghiệm người ta chỉ cần lấy được cái kháng thể ở trong cái máu của bệnh nhân để người ta làm thôi. Nên là thường người ta sẽ bỏ vào những cái ống nghiệm có chất đông máu, chất chống đông, rồi sau mà người ta chỉ cần quay ly tâm thôi, quay ly tâm để mà loại bỏ những tế bào máu và ta hút cái dịch lỏng ở bên trên thôi. Sao bây giờ tôi mới biết là có một số bạn không có link nên không tham gia được hả? Cũng Ủa các lên bạn. mạng luôn á cô, nhưng mà tại vì cái phòng đầy người quá nên là một số bạn bị đẩy ra ngoài. Vậy hả? Vậy thì cái này là quản lý đào tạo, họ quản lý nên là không biết thì như sao, mấy lần trước em có bị vậy không? Dạ có cô. Mình cũng học trên meeting thôi chứ mình không có học live đúng không? Dạ chỉ học meeting thôi. Vậy thì sẽ thiệt thòi cho những bạn không nghe được, không vào được khi mà nghe cả lý thuyết và thực hành đúng không? Có nghĩa là buổi lý thuyết và thực hành nào cũng sẽ có một số bạn là không vào được hả các em? Dạ buổi nào cũng vậy hết cô. Ủa rồi gì, cái lớp mình có báo với quản lý đào tạo không? Báo với trường không để trường giải quyết cho mình không? Chứ nếu vậy thì có những bạn muốn học mà đâu có được học. Các em chắc cái báo là mới đào tạo ha, để cho mình không có bị thiệt thòi á. Còn cái phần thực tập thì thôi buổi sau nha, buổi sau cái để tôi rút kinh nghiệm, buổi sau cái những cái bài con vi khuẩn cái virus á, thì tôi sẽ ghi âm, sẽ làm một cái clip giảng gửi riêng cho lớp của mình để mà các bạn học trên cái clip đó. Còn cái buổi mà tôi giảng trực tiếp á, thì tôi sẽ tổng kết lại các ý chính của cái bài thôi, thì để cho những cái bạn nào mà lỡ mà không có vô được á, thì mình cũng có cái clip bài giảng để mình nghe.
Có bạn hỏi là bài kiểm tra đó mình thi nội dung nào, thì là bài kiểm tra đó mình sẽ thi nội dung là cái bài vi khuẩn Campylobacter, Helicobacter và Viriobacter kết hợp với lại gọi là sao ta, gọi là kết hợp với lại cái bài vi khuẩn đường ruột á mà mình đã học ở bữa trước. Bởi vì tôi không, cái bài kiểm tra đó là mình làm một cái đề mở, có nghĩa là tôi không phải là cho cái câu hỏi thiên về hoàn toàn lý thuyết mà sẽ cho các bạn những cái tình huống lâm sàng để mà chúng ta cùng suy nghĩ và chúng ta thử trả lời câu hỏi đó, câu hỏi những cái câu hỏi mà tôi đưa ra. Nên là mình sẽ nói chung nội dung chung là những cái vi khuẩn gây bệnh ở đường tiêu hóa. Và các bạn cũng đừng nặng nề về cái phần này. Thì cái bài luận giá này mục đích của tôi là cũng để muốn cho các bạn gọi là hiểu rõ hơn về bài học và biết được cái ứng dụng của cái kiến thức mình đã học vào trong cái thực tế như thế nào thôi. Còn phần điểm số thì mình không chỉ có bài kiểm tra này đâu, mà mình sẽ tới mình sẽ có nhiều cái bài luận giá của mỗi cái buổi học nữa. Thì dựa trên tất cả các bài luận giá của các buổi học á, thì các giảng viên sẽ cho ra điểm thích hợp đối với mỗi bạn. Teamwork là sao các em? Đình công minh tiếng này, ý em teamwork là sao? Các em có gì thắc mắc về bài học đúng không? Thì thực ra thì năm học này thì nó có hơi thiệt thòi cho các bạn, là bởi vì mình phải học ở trực tuyến, thì cái cách truyền đạt của giảng viên cũng như là những cái hoạt động mà giảng viên muốn tổ chức cho lớp mình nó cũng hạn chế. Nên thì có thể cái lượng kiến thức mình sẽ học mình sẽ thấy nó hơi quá nhiều và nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà thôi mình cũng phải ráng để mình xong cái năm học. Bạn Nguyễn Đức Thuần giơ tay có gì không em? Sao tôi thấy có các bạn giơ tay mà không, các bạn không mở mic lên nói vậy, nên không biết là ý các bạn là sao. Cho tôi hỏi nữa là mình có sách chưa ta? Có sách giáo trình của bộ môn không? Dạ chưa có sách thôi. À, chưa có sách. Không sao hết, có sách thì mình sẽ tham khảo thêm ha. Còn cái phần bài giảng của tôi thì cũng ghi lại đầy đủ những cái ý chính có trong cái của nội dung của mỗi bài rồi. Thì khi đi thi thì tôi cũng sẽ hỏi trong những cái ý chính mà tôi đã giảng và tôi nhấn mạnh thôi, chứ không có hỏi gì những cái nào ngoài bài hết. Rồi nếu như mà mình không có gì thắc mắc, hoặc là hiện tại mình chưa có gì thắc mắc, thì mình có thể nghỉ cái buổi học này. Và nhắc lại nữa là các bạn cây ban cán sự lớp vui lòng gửi địa chỉ mail của lớp mình thông qua cái mail mà trên bài giảng mà tôi có đưa, đó là thư bhaa@bnt.edu.vn á, để mà tôi gửi bài giảng cho các bạn, cũng như là cái buổi ngày 15 tháng 12 á, thì để mà tránh thiệt thòi cho những bạn mà không có vô được cái team á, thì chắc là tôi sẽ ghi âm một cái clip bài giảng gửi cho lớp để mà các bạn học trên cái clip đó. Còn cái buổi giảng thì mình sẽ tổng kết lại thôi, tổng kết lại các ý của cái bài giảng cũng như là nhấn mạnh những cái ý chính, hoặc là mình sẽ thảo luận một cái số tình huống lâm sàng để mình hiểu rõ hơn cái bài giảng thôi. Rồi chào các bạn ha.